Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Dư luận ồn ào xung quanh trên vẽ cờ lên mái nhà để thể hiện lòng yêu nước. Ngày 19 tháng 8, AFA tiếng Việt bình luận, ý kiến quanh việc vẽ cờ lên mái nhà là thể hiện lòng yêu nước. AFA cho biết, theo truyền thông nhà nước, việc nhiều bạn trẻ vẽ cờ đỏ sao vàng trên tường và mái nhà, cửa sổ rồi đăng tải lên mạng xã hội đã tạo nên một trào lưu thể hiện tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc và mong muốn lan tỏa tình yêu quê hương đất nước. Và đây là hình bài bình luận trên AFA. Trong khi đó, cũng thể hiện lòng yêu nước, nhiều người đã xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc xâm chiếm biển đảo, phản đối Phật Mô Sao quỷ hoại môi trường, phản đối cho Trung Quốc thuê đất 99 năm thì lại bị bắt, bị bỏ tù. AFA dẫn quan điểm của nhà báo Nguyễn Khắc Toàn cho hay, có thể nói đó là hiểu biết rất nông cạn, phiến diện và không đúng chút nào. Thể hiện lòng yêu nước chân chính và thật sự là phải băn khoăn, trăn trở, sao đất nước vẫn còn tụt hậu. Mấy chục năm mở cửa mà vẫn còn đi đẹp, kinh tế yếu kém. Các quyền con người vẫn còn chưa được tôn trọng, chưa được tự do. Khi Trung Quốc thường xuyên gây hấn chủ quyền biển đảo, mà người dân đứng lên biểu tình thì bị bắt, bị đánh đập. Yêu nước là phải thấy đau xót trước tình cảnh thất nghiệp nhiều, bất công xã hội còn nhiều, oan trái trong xã hội còn chồng chất và phải đi tìm nguyên nhân vì sao. Thế mới gọi là yêu nước. Theo nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, nhà nước không khuyến khích người dân yêu nước bằng cách đòi hỏi tự do, dân chủ để phát triển đất nước vì cách này ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ. Và đây là hình ảnh những mái nhà sơn cờ đỏ sao vàng ở Thanh Hóa là sản phẩm Photoshop của Lương Xuân Tam. AFA dẫn lời luật sư Đặng Đình Mạnh từ Hoa Kỳ cho rằng xu hướng sơn cờ đỏ lên mái nhà là điều đáng lo ngại, nhất là khi chế độ coi đây là động thái yêu nước. Ông Mạnh phân tích, khẩu hiệu vẫn chỉ là khẩu hiệu, là những giá trị mà chế độ mong muốn xây dựng mà thôi, nó chưa phải là những giá trị đã xây dựng thành tựu. Trong bối cảnh đó, khi đất nước, dân tộc không có điều gì đáng hãnh diện, ngoài sự tan hoang thì sự cổ võ cho những biểu tượng của chế độ là để làm gì? Chúng không hề mang đến ích lợi gì cho đất nước trong giai đoạn hiện nay cả, ngoài sự tiềm tàng của những bất ổn. Sự hòa hợp, hòa giải giữa người Việt khác chính kiến vẫn là nan đề chưa từng giải quyết sau cả nửa thế kỷ. Tôi nghĩ chế độ trong nước nên có biện pháp cấm đoán ngay xu hướng tai hại này vì lợi ích lâu dài của đất nước, của dân tộc. AFA đặt vấn đề, trong khi những nhà đấu tranh, nhà hoạt động, có việc lên tiếng phản biện là yêu nước, chỉ ra những sai lầm trong việc điều hành đất nước nhằm góp phần phát triển đất nước là yêu nước, thì phía nhà nước lại có đây là những người lợi dụng các quyền tự do dân chủ và kết án họ theo Điều 331. Mới đây là trường hợp ông Nguyễn Chí Tuyến. Và đây là hình trend biến mỗi nóc nhà thành một lá cờ. AFA dẫn bình luận của nhà hoạt động Trần Anh Quân ở Sài Gòn cho rằng vẽ cờ lên mái nhà, tường nhà để gọi là yêu nước. Nó cũng giống như lên mạng khoe cha mẹ mùa vu lan để câu like mà lại không hiếu thuận, hiếu thảo với cha mẹ ở nhà. Tôi nghĩ yêu nước là phải nỗ lực hành động. Còn việc người dân xuống đường phản đối Trung Quốc bày tỏ lòng yêu nước mà bị bắt bớ thì đó là chuyện quản lý xã hội của nhà nước. Đảng Cộng sản đã đánh tráo khái niệm yêu nước với yêu đảng. Họ thuần phục Trung Quốc nên bắt dân kính trọng kẻ thù. Người dân yêu nước đem lá cờ đi biểu tình phản đối Trung Quốc vẫn bị bắt như thường, nghịch lý chỗ đó. AFA trích dẫn báo chí nhà nước cho hay, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoàng Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội phát biểu, việc sơn cờ tổ quốc là một hành động thể hiện tình yêu nước của người dân với nhiều mặt tích cực. Tuy nhiên, theo ông Bùi Hoài Sơn, việc sơn cờ không cẩn thận có thể bị coi là thiếu tôn trọng, đặc biệt khi hình cờ tổ quốc bị phai màu, bẩn hoặc hư hại theo thời gian. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Dư luận ồn ào xung quanh trên vẽ cờ lên mái nhà để thể hiện lòng yêu nước. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Nguyễn Xuân Phúc và Trung tướng Trần Văn vệ. Đây là phần tiếp theo bài hồ sơ khởi tố bắt giam vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc và Trần Thị Nguyệt Thu đã hoàn tất. Ngày 20 tháng 8, một nguồn tin nội bộ cho thời báo chấm D biết, Ủy ban kiểm tra Trung ương đang làm việc với Nguyễn Xuân Phúc về hành vi ép buộc người có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp làm trái pháp luật. Và đây là hình Nguyễn Xuân Phúc và Trần Văn Vệ. Năm 2019, trên cương vị Thủ tướng, ông Phúc hai lần gọi Trung tướng Trần Văn Vệ, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an lên giao nhiệm vụ bằng mọi cách phải khởi tố, bắt giam đại tá Nguyễn Duy Linh, Tổng cục Phó Tổng cục Tình báo. Nguyễn Duy Linh là con trai Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh thủ trưởng cũ của Tô Lâm. Nguyễn Xuân Phúc hứa làm xong sẽ cho Trần Văn Vệ ở lại thêm 2 năm và đặt cách vì lúc đó vệ hết tuổi quy hoạch lên Thứ trưởng Bộ Công an, cho lên kế nhiệm Thượng tướng Lê Quý Vương làm Thứ trưởng Bộ Công an, kiêm chức vụ Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Vệ như mèo mù đớp cá ráng làm mọi cách ngụy tạo hồ sơ, thúc cung, mớm cung, ép cung và đe dọa Vũ Nhâm, tức Phan Văn Anh Vũ, bắt phải khai túi quà biếu tặng Nguyễn Duy Linh với mục đích tặng quà là nhờ Linh giúp đỡ. Cuối cùng, Nguyễn Duy Linh bị tòa án kết tội nhận hối lộ từ Vũ Nhâm với số tiền nhiều triệu đô la. Nhưng nhờ Bộ trưởng Tô Lâm nên Nguyễn Duy Linh chỉ bị cáo buộc nhận hối lộ 5 tỷ đồng và bị tuyên án 14 năm tù. Theo giới thảo tình, Nguyễn Duy Linh mang tiếng ngồi tù nhưng cũng chỉ như đi nằm vị nghỉ dưỡng. Và đây là hình cựu đại tá Nguyễn Duy Linh, con trai tướng Hưởng. Nguyễn Duy Linh là con trai duy nhất của tướng Hưởng, một bố già khát tiếng trong ngành công an. Theo tin đồn, do nhục nhã và cây cú, tướng Hưởng thề sẽ bắt bằng được Nguyễn Xuân Phúc. Vụ án Nguyễn Duy Linh được xem là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mâu thuẫn giữa ông Phúc và Tô Lâm. Nguyễn Xuân Phúc còn sai trung tướng Trần Văn Vệ, sử dụng các thủ đoạn nham hiểm ép buộc ông Trần Phương Bình tổng giám đốc ngân hàng Đông Á khai gian dối khoản tiền cho Vũ Nhôm vay là tiền của ngân hàng, nhưng thực ra khoản tiền đó là tiền Vũ góp cổ đồng. Hành vi của Trung tướng Trần Văn Vệ và Nguyễn Xuân Phúc theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của ngành tư pháp và công bằng xã hội. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Nguyễn Xuân Phúc giải trình việc chỉ đạo Trung tướng Trần Văn Vệ làm lệch chuẩn hồ sơ liên quan đến các vụ án của Vũ Nhâm, hồ sơ kết tội không có căn cứ khoa học giữa ý chí chủ quan của thẩm phán, trong đó có cả việc dùng phạm nhân ở cùng phòng giam ép cung và điều tra viên tự ý ghi và ép ký vào biên bản hỏi cung. Và đây là hình bố già Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng. Vì vậy, không chỉ Nguyễn Xuân Phúc mà cả Trung tướng Trần Văn Vệ cũng có nguy cơ bị khởi tố bắt giam trong thời gian tới. Được biết, cánh Đà Nẵng và Vũ Nhôm, tướng Hưởng đang hồ hởi với tin khả năng Phúc và Vệ bị khởi tố bắt giam. Bây giờ chỉ còn chờ quyết định cao nhất từ Tổng bí thư Tô Lâm. Ngày 18 tháng 8, thời báo chấm D đã loan tin hồ sơ khởi tố bắt giam vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc và Trần Thị Nguyệt Thu đã hoàn tất. Theo đó, vợ chồng ông Phúc bị điều tra 3 vấn đề như sau. Thứ nhất, nhận hối lộ của bà Trùm Trương Mỹ Lan 100 triệu đô la Mỹ. Thứ hai, nhận hối lộ nhiều triệu đô la trong vụ kit test Việt Á. Thứ ba, nhận hối lộ 3 triệu đô la trong vụ Sài Gòn Đại Ninh thông qua ông Trương Hòa Bình. Vợ chồng ông Phúc tìm nhiều cách để tẩu tán tài sản sang Mỹ, Úc cũng như nhờ người khác đứng tên. Mời các bạn đón xem phần cuối, tức phần 3 trong thời gian tới. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nguyễn Xuân Phúc và Trung tướng Trần Văn Vệ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.